Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Phượng, mình là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portico & Bridge. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì Phượng xin được phép chia sẻ câu chuyện về quá trình làm nghề tư vấn định cư của Phượng. Bản thân Phượng thì làm trong ngành cũng được khoảng gần 4 năm rồi. Tuy nhiên là khi mà Phượng nhớ lại những cái ngày đầu tiên Phượng mới bắt đầu công việc này thì Phượng tự cảm thấy là bản thân mình đã có một cái chút tiến bộ nhỏ rồi ạ. Khi hồi lúc mà Phượng mới vào nghề, ngay khi mà Phượng được phân bố một cái chương trình định cư nào đó thì cái điều đầu tiên là Phượng sẽ học thuộc lòng tất cả những cái thông tin liên quan. Và ngay khi khách hàng gọi tới thì Phượng sẽ bật cái chế độ là nói liên tục, nói không ngừng luôn đó anh chị. Và sau đó thì Phượng cảm thấy là có cái gì đó nó sai sai ở đây. Thì Phượng mới đi hỏi ý kiến của sếp Phượng, đó là chị Jenny, sếp cũ của Phượng ở công ty IBID. Thì Phượng có nhớ hoài một câu chuyện mà chị Jenny chia sẻ với Phượng, đó chính là Phượng, chị cảm thấy em giống như là một bà bác sĩ lăn băm á, có một cái bài thuốc duy nhất. Thì khi mà bệnh nhân nào vô bị đau bụng, bị nhức đầu, bị sổ mũi, bị ho gì đó thì em đều cho họ uống một cái liều thuốc tiêu chảy duy nhất. Thì mặc dù đây là một câu chuyện vui thôi nhưng mà Phượng cứ nhớ hoài và Phượng bắt đầu thay đổi từ đó. Và bây giờ khi mà Phượng tư vấn cho bất kỳ anh chị nào thì cái câu đầu tiên Phượng luôn hỏi khách hàng của mình đó chính là: anh chị hãy chia sẻ với Phượng cái câu chuyện, cái nhu cầu, mong muốn của mình để Phượng có thể tư vấn cho mình cái chương trình phù hợp nhất được không ạ? Và Phượng cảm thấy là mình rất may mắn khi được làm công việc này, bởi vì đây công việc này tạo cho Phượng cái cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với rất là nhiều các anh chị khách hàng khác nhau. Tuy là cái background của mỗi anh chị khách hàng lại là một cái công việc, một ngành nghề hoàn toàn khác, tuy nhiên có một điểm chung duy nhất, đó chính là họ đều rất giỏi trong cái lĩnh vực của họ. Và nếu như anh chị đang quan tâm và muốn biết thêm các thông tin chi tiết về các chương trình định cư thì vui lòng liên hệ với Vũ Phượng tại số điện thoại 0931105290. Portico & Bridge là tập đoàn di trú đa quốc gia. Chúng tôi cung cấp các giải pháp định cư chọn gói cho các anh chị nhà đầu tư. Và anh chị vui lòng like và subscribe kênh của Phượng để biết thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến định cư nhé. Portico & Bridge, we here to serve you.